Em chào anh Minh Tân. Thì bữa giờ em muốn nói em muốn lên tiếng về vấn đề của bố của anh Vân Quang Long rất là lâu rồi. Nhưng mà em ngại, em không có dám nói vì cái em ăn nói không có được giỏi như người ta. Nhưng em không biết sao mấy hôm nay á, trong người em có một cái gì đó nó cứ làm cho em bứt rứt, muốn kiểu giống như là muốn em phải nói ra những cái vấn đề mà em đang suy nghĩ á, thì em mới thoải mái được. Cho nên em mới quyết định là gọi điện cho anh để nói, nhưng mà vì em quá xúc động nên em nói nó không có được. Thì bây giờ em xin ghi âm gửi cho anh, nhờ anh gửi lên cộng đồng mạng giúp cho em mấy lời. Đó là em thấy á, có một số các anh YouTuber á, dùng cái từ tà giáo đối với ba mẹ của cố nghệ sĩ Quang Long. Em thấy là không có được. Tại vì sao? Cái từ tà giáo á, là dùng cho những người là tà môn bản đạo, họ làm những chuyện ác đức. Còn cha mẹ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long, ông bà là nhà giáo, là người đã cống hiến cho đất nước, đào tạo biết bao nhiêu là thế hệ, mà các anh ấy lại bảo là tà giáo. Thì như vậy á, các anh ấy nói đúng hay là sai? Vậy mà cộng đồng mạng họ lại không nhìn ra, còn hùa theo để chửi. Thật đúng là một chuyện đáng buồn phải không anh? Còn về cái cô Linh Lan này á, các anh YouTuber á, cứ lên rồi bảo người tại sao mà ông bà không nhận cháu, lúc gia đình người ta đang tan gia bối rối, con họ mất. Em nói thiệt, con của mình bệnh không mà mình đã cảm thấy là xót ruột, không còn tâm trí để mà suy nghĩ tới việc khác, thì huống chi con của họ mất. Thì lúc đó họ không còn một cái trong đầu, họ không thể nào mà suy nghĩ tới những cái vấn đề khác được. Vậy mà các anh cứ lên một hai là bắt phải nhận cháu nhận con trong lúc này, rồi các anh chửi bới. Thì một cái điều này nữa, đó là như vậy nữa, nhưng mà cộng đồng mạng vẫn không nhận ra được vấn đề đó, vẫn hùa theo những YouTuber đó để chửi ông bà. Cái thứ ba, cô Linh Lan này luôn mồm bảo là giữa em và cha mẹ anh Long á, đang có khoảng cách rất là lớn, cho nên là không có nói chuyện được với bố mẹ. Thì đó là bản thân cô ấy có muốn thu ngắn được cái khoảng cách này hay không thôi. Nếu như mà cô ấy thật sự mà muốn lấy lòng hai bác để hàn gắn á, thì em nói thật, có nhiều cách để cho cô ấy làm. Nếu như mà cô ấy muốn rút ngắn khoảng cách á, thì cô ấy có rất là nhiều cơ hội. Ví dụ như những lúc mà các YouTuber kia chửi ông bà, cô ấy có thể là livestream lên đính chính lại là à, bố mẹ anh Vân Quang Long không phải là người như vậy, các anh đừng có nên nói bố mẹ của anh Long như vậy. Chuyện của gia đình em sẽ tự có cách giải quyết. Đó, thì lúc đó cô ấy đã ghi điểm với ông bà rồi. Và các YouTuber kia là người bên cô ấy mà, khi cô ấy đã lên tiếng không cần nữa thì họ sẽ không nói nữa, nhưng mà cô ấy không có hề làm. Bao nhiêu lần cô ấy livestream nhưng chỉ để là đính chính là chưa nhận tiền từ anh Hàng Thế Tú, rồi đính chính là chị Mimi nói như thế này, rồi anh Phước nói như thế kia, chưa bao giờ mà cô ấy lên tiếng giùm cho hai bác một câu. Điều đó chứng tỏ là cô ấy không hề muốn rút ngắn khoảng cách này. Mà cô ấy không muốn rút ngắn khoảng cách này tức là cô ấy là không muốn là gần gũi với cha mẹ Vân Quang Long. Thì lấy cớ gì mà cộng đồng mạng bắt bố mẹ anh Vân Quang Long phải quan tâm, phải yêu thương cô ấy? Anh nghĩ là em nói như vậy đúng hay không? Bởi vậy cho nên em rất là bức xúc. Nhưng mà em không hiểu tại sao mà cộng đồng mạng lại có rất rất là nhiều người không nhìn ra được cái những cái chi tiết này, mà vẫn cứ hùa theo những YouTuber kia và mắng chửi cha mẹ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long. Thứ tư á, mọi người bảo cô ấy là mẹ hóa con côi, tội nghiệp. Nhưng mà có bao giờ mọi người suy nghĩ lại rằng hai ông bà mới là người đáng tội hơn? Ví dụ như chúng ta có con cái thì về già chúng ta nuôi tựa con cái. Nhưng bây giờ cố nghệ sĩ đã mất, thì ông bà già cuối đời sẽ nương tựa ai đây? Nhưng mà tại sao họ không nhìn ra điều đó?
nếu như mà anh Vân Quang Lâm còn sống thì khi ông bà già đi không còn khả năng lao động nữa thì vẫn có anh Vân Quang Lâm cấp dưỡng lo lắng, nhưng bây giờ ông bà không còn đứa con trai này nữa, cuối đời ông bà sẽ nương tựa vào ai? Thì ông bà phải là người đáng thương hơn. Còn cô Linh Lan kia dù gì cũng còn trẻ, cô ấy có thể là bước thêm bước nữa, có một người chồng khác và sinh những đứa con, cô ấy vẫn còn nhiều cái chỗ điểm tựa khác nữa. Nhưng mà mọi người lại cứ hùa theo rồi tội nghiệp cô ấy. Nhưng mà mọi người không nghĩ rằng á là ông bà mới là người đáng tội nghiệp. Rồi còn về cái chuyện mà số tiền của các anh em nghệ sĩ gửi cho ba con của anh Vân Quang Long đó, thì nếu như thực sự mà cô ấy có tâm thực sự mà muốn biếu cái số tiền đó cho ông bà, thì cô ấy chỉ cần lúc mà các anh nghệ sĩ mà nói là sẽ gửi tiền cho cô ấy thì cô ấy đã lên tiếng luôn tại lúc đó, hoặc là cô ấy âm thầm nói với các anh để cho các anh chuyển số tiền đó gửi cho bố mẹ của anh Vân Quang Long, chứ không cần phải mà chờ tới khi mà tiền vô trong tài khoản mình rồi mới bắt đầu lên live stream để nói là cho cả nước biết, cho cả nước nghe rằng là cô ấy muốn gửi cái số tiền đó đến cho ba mẹ của anh Vân Quang Long. Cô ấy làm như vậy không phải là thực tâm là cô ấy muốn gửi số tiền đó tới cho hai bác, mà cô ấy chỉ muốn là giống như là muốn cho thiên hạ biết rằng kiểu giống như cô ấy cũng biết nghĩ cho bố mẹ chồng, nhưng mà tại vì hai bác là không có muốn thân thiện với cô ấy thôi. Với lại cô ấy cứ nói mấy các anh kia là gửi số tiền đó cho bố mẹ anh Long, gửi số tiền để cho bố mẹ anh Long. Cô ấy phải hỏi, cô ấy phải là người điện thoại trực tiếp cho hai bác và thưa chuyện là xem thấy hai bác có muốn nhận số tiền đó hay không đã. Chưa chắc gì hai bác mà muốn nhận số tiền đó mà cô ấy muốn chuyển vô là chuyển sao? Giống như ví dụ như giờ tôi đi, người ta muốn cho tiền tôi phải nhận người ta mới cho chứ. Trong khi đó cô ấy chưa hề hỏi qua ý kiến của hai bác và hai bác có muốn nhận số tiền đó hay không, mà cô ấy cứ nói là các anh gửi số tiền đó cho ba mẹ anh Long, gửi số tiền cho ba mẹ anh Long. Là một cái hành động đó là em đã thấy là cô Linh Lan này là một người cư xử không phải là một người cư xử đúng mực rồi. Điều một điều nữa em muốn gửi đến cho các anh chị mà đang bênh vực cô Linh Lan á, nếu như mà cô Linh Lan này thương chồng thực sự, cô ấy đã không ngăn anh Long gần một năm không được gặp con. Thực sự giữa em với chồng em mà nếu như mà có vấn đề gì là trong một ngày mà đã không nói chuyện hay là cho ẵm con đi đâu đó mà không là mình cũng đã cảm thấy là tội chồng mình, sợ chồng mình sẽ buồn, sẽ như thế này thế kia rồi, chứ không có thể nào mà kéo dài tới một năm được. Còn một chuyện nữa, đó là trong cái ngày mà đưa cho cốt của anh Long về á, thực sự nếu là một người vợ mà thương chồng á, thì ngay trong đêm đó cô ấy đã tới nhà của bố mẹ Vân Quang Long để mà ở đó chờ đón cái cho cốt của anh về, nếu như mà cô ấy không trực tiếp ra sân bay. Hoặc là nếu như mà cô ấy ngại không có ở đó qua đêm thì có thể là thuê một cái khách sạn gần đó chờ để đón chồng mình về. Khi mà em nói thiệt, khi mà chồng mình mất rồi mà đưa tro cốt về mà mình thực sự thương chồng mình thì mình sẽ rất là nôn nóng, kiểu như là rất là nôn nóng muốn đếm từng ngày từng giờ để được nhìn thấy chồng mình về, chứ không có phải là giống như cô này tới khi tang lễ sắp xong rồi cô mới lót cót cô xuống, mà đâu phải là cô không được báo trước, cô được báo trước đó chứ, nhưng mà cô lại tới lúc đó cô mới tới. Thành tâm ở đâu? Không thấy sự thành tâm ở đó. Thực sự nếu như mà là tôi á, mà khi mà tôi nghe có người thân tôi về đó, mà họ còn sống nha, là đêm đó đã ngủ không được rồi, mong chờ rồi, chứ đừng nói chuyện chi mà đem tro cốt về. Thì cộng đồng mạng ơi, các anh chị đó, tại sao những cái chi tiết như vậy các anh chị không nhìn ra được, mà các anh chị chỉ nhìn vô là thấy là cô ấy khóc lóc trên mạng rồi nói
than thở ỉ ôi rồi các anh chị thương. Các anh chị phải dùng cái đầu óc của mình để suy nghĩ, để mà phán đoán. Đừng bao giờ mà dùng cảm tính để mà mình quyết định một việc gì đó, một vấn đề gì đó. Cho nên tôi mong rằng mọi người á, nếu như ai mà đang binh vực cô Linh Lan thì hãy có binh vực thì binh vực. Tôi không có dám mà nói là các vị đừng có, hay là tôi có không có quyền nói các vị là đừng có binh vực cô Linh Lan nữa. Nhưng tôi muốn các vị có một cái nhìn công tâm, hãy xem xét sự việc thật là kỹ, rồi hãy quyết định. Dù cho các vị có vẫn cuối cùng các vị vẫn binh vực cho ba cho cô Linh Lan thì cũng đừng chửi bố mẹ Vân Quang Long, tại vì ông bà không hề có lỗi gì hết. Còn cái chuyện nhận cháu hay không á, thì đó là nội bộ của gia đình người ta. Ông bà thương con đương nhiên sẽ thương cháu, nhưng ông bà sẽ có cách riêng của ông bà. Cho nên là các vị đừng có vì muốn cái điều của mình mà chửi ông bà, tội nghiệp ông bà lắm. Thì bây giờ hôm nay á, tôi còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng mà không có thời gian, cho nên tôi chỉ nói đến đây thôi. Thì mong rằng những ai đang theo dõi kênh của anh Minh Tân hoặc là những anh khác á, thì khi mà nghe những điều này á, thì cũng có thể là cũng đủ hiểu rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Em cũng gửi lời cảm ơn đến anh Minh Tân đã lắng nghe và giúp em đưa những cái điều em muốn nói lần này để lên cộng đồng mạng cho những người đang theo dõi câu chuyện này hiểu thêm một phần nào đó về bố mẹ của anh Long, và không có chửi hai bác nữa. Và em cũng xin gửi lời của em đến cho hai bác. Nếu hai bác có nghe được những lời này của con mong rằng hai bác đừng buồn. Trên đời này á, thì người ta thường hay nói 9 người thì 10 ý. Cho nên có những người sẽ không hiểu sự việc, sẽ mắng chửi hai bác. Nhưng mà cũng còn rất là nhiều người cũng giống như con đây, rất là thấu hiểu và chia sẻ với hai bác. Mong rằng hai bác sẽ có nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục công việc của mình. Con xin hết ạ.